dẫn truyền các bạn một cái host siphon, và cũng giống như là đang hoàn thiện bên Duy là theo yêu cầu của khách hàng thì có nhiều loại core khác nhau, ví dụ như core 168 hay là core 114 hay là core 140 gì đó, thì mỗi loại sẽ được thiết kế khác nhau nha các bạn. Thì đầu tiên thì cái mặt gam này CDC này thì nó sẽ bền chắc hơn và dưới nước là sẽ tồn tại lâu, và cũng giống như khi mà mình siết vào cái miếng bạc á thì cái miếng bạc của mình nó sẽ không bị cắt như là inox, có nghĩa là nó có cái độ giật lên hay như nào đó thì nó sẽ không bị cắt. Thì nhiều vị thấy nè, thì đây là cái ống cái phi 400 và cái độ dày cũng khá là dày các bạn. Này cái ống phi 400 và thấy như vậy thấy, và mỗi một cái loại nó sẽ khác nhau. Và bên Duy thì cái này nó sẽ bao gồm có cái ống để mà mình lấy nước xương cá nha các bạn, lấy nước ở dưới đáy bạc á, là có nghĩa là khi mà đầu tiên á thì tại sao là nó hình vuông như thế này, hình vuông á thì đây là cái chiều, ví dụ như khi mà quý vị xả ra nước đáy đây, ở dưới đáy á thì về một cái ống 90 ý là ống 60 nó sẽ đi ra đường này nha. Ok, và những cái ống xương á nó sẽ vô, một là vô đường này ha, một là mình sẽ chạy xương vô đường này, và thứ hai quả sẽ vô đường này, là hai đường nha. Còn một cái đường bên kia đó thì mình không cần cho ống xương vô đây nha quý vị. Thì bên đây á, thì mình sẽ làm một cái co, và cái co mình sẽ quay lên cái mặt xi măng để mà cho nó lấy nước ở dưới cái chỗ cái hố, mà cái hố xi măng á thì cái chỗ co này mình sẽ làm một cái co lên cái chỗ mặt xi măng để mà khi mà nước mà nó chạy về cái mặt hố xi măng á thì cái chỗ này nó sẽ chạy về cái ống xương luôn. Và ví dụ như khi mà mình làm 6 cây ống xương hay là 8 cây hay là 4 cây gì đó, nhưng mà chỗ này thì nó có hai cái thì quý vị có thể là lắc tê vô, ví dụ như 4 cây á, thì chỗ này mình tê vô nó là hai cây vô đây, rồi dưới bên đây hai cây là 4 cây, mình 6 cây thì mình cứ tê cho 6 thôi, bao nhiêu cũng được. Và nó chạy về cái hệ thống là cái hệ thống dưới đáy bạc là về ống xương như này. Làm như thế này lúc trước á thì làm một cái ống tròn một khoan như này á, thì khi mà cái ống tê ống xương mà mình đưa vô cái ống tròn này á thì nó hay bị nghẹt chỗ này nè, có nghĩa là nó không có bằng cái tê. Thì bây giờ đã cập nhật lại là cái tê, khi mà đưa cái ống xương ở đây thì nó không có bị nghẹt, và đây nó sẽ rút về nước ở dưới đáy của bạc. Như vị thấy nè, thì cái ống này thì hiện tại á cái hố xi phong này á, thì được vận hành và cũng như bà con xài rất là nhiều. Và về cái độ bền của nó cũng giống như là về cái thả hút phân thì nó sạch hơn cái hố nói chung là lúc trước mình làm. Thì quý vị các bạn mà muốn yêu cầu đặt hay là như thế nào đó thì cứ liên hệ Duy, Duy sẽ làm để mà cùng phát triển cho ngành tôm Việt Nam. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn thì quý vị nào cần mà hố xi phong mà cho dạng ao như thế nào, ao tròn hay ao dèo gì đó thì nó sẽ có một cái phi khác nhau, kể cả cái phi trụ đứng nó sẽ nhỏ hơn. Thì như nào đó thì quý vị cứ điện lại Duy sẽ tư vấn và cũng giống như là chỉ quý vị cách làm về cái hố xi phong này để làm sao mình vận hành một cái ao nó sạch phân và cũng giống như là vận hành mạnh mẽ cho nào. Ok, xin chào quý các bạn và xin chúc cho quý vị các bạn một vụ mùa thành công nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại toàn thể quý các bạn nha. Xin chào.